qua lắm. Tại đi đâu? Đi đâu? Lấy tớ phân. Vâng ai? Vâng ai? Tấn Chánh Lãnh Truyền Ấn Tiên Phong về mộ. Cái đáo ra vội mang binh hổ ra giải khắp đường xe. Để làm gì? Để làm gì? Nói thật ta chém. Ôi trời. Đã chém ai? Chém ai? Chém ai? Chém ai? Nói mau. Ta chém Kim Lân. Được. Mang về lại còn bắt bắt lại An Thị Lập Công chỗ được. Trời ơi, mà có thế thì về nhà ta cứ nói vòng vo vòng vo. Bắt được rồi, nhà ta đứng đấy để ta ra ta bẩn bê nhằm ta. Anh Nam ơi, anh Nam ơi, bố anh Nam ơi. Điều chi? Anh Nam ơi, có nhà tá, nhà tá nói là nhà tá mang binh mã đi bắt Kim Lân cùng Phản Thứ Hậu. Thôi, anh em ta giao phát binh mã cho nhà tá đi anh Nam ơi. Các em. Dạ. Nhà tá vâng lệnh thánh, chiếu chỉ lấy đình cõi đạo. Ui giời, lại còn chiếu chỉ, rõ hình. Ta có ta. À, anh Năm ta hỏi là nhà ta vâng lệnh thánh, chiếu chỉ đâu? Đưa anh Năm ta coi. Được rồi. Tam vị hỏi chiếu ta. À, chiếu đâu? Được rồi. Vậy chứ tam vị đi có chiếu không? À, mà anh em mình làm gì có chiếu được nhỉ? Không được. Anh em ta là bề thân, còn nhà ta là bề thân, đi không có văn bằng chiếu chỉ. Anh Năm mà những chặt đâu? À, phải rồi. Ta có ta. Ta không bì với anh em ta được. Anh em ta là bề thân, còn nhà ta chỉ là bề thân, đi không có văn bằng chiếu chỉ. Anh em ta vẫn một hai tam vị hỏi chiếu ta. Ờ, chiếu đâu? Đưa đây. Có chứ. Biết ngay rồi. Đây. Có. Đưa. Nhưng mà có không? Ta có ta. Làm trai phân hai ra mà nói. Có thì nói là có, không thì nói là không. Chứ có không không, không nghe được. Có thì đưa đây. Đưa đây. Có không không có là số làm vậy. Cái hiệu môn quân phi báo trước sân rồng. Lãnh tân quân mới sai tam vị đi rồi. Phải rồi. Còn lại có một mình ta. Ta sao? Ta với thơ. Thần trước sân rồng. Ta với quy xin chiếu. Anh ta có cho? Ngài không cho. Còn của mắng ta. Ôi chứ anh ta của thế nào? Ngài nói rằng ba em ta đi không có chiếu, mà nhà ngươi lại có chiếu sao? Phải. Nên lệnh mới truyền, truyền chữ rất lời, chiếu mới viết chữ kịp lệnh. Ôi chế làm sao mà đi kịp được. Bẩm anh Năm. Đó rồi cơ. Để ta bẩm anh Năm ta. Anh Năm ơi, bố. Anh Năm ơi. Anh Năm ơi, nhà ta nói là lệnh mới truyền, truyền chữa rất nhời, còn chiếu mới viết chưa kịp linh. Thôi anh Năm ơi, anh em ta cứ giao phát binh mã cho nhà ta, đi về nhà đóng cửa thành, uống nước lá đánh cờ chân chó chơi anh em ơi. Các em. Dạ. Điếp quân lệnh. Anh em mình nhà đấy. Vậy là mưu này bỏ biết. Ôi trời ơi, trời ơi, anh Năm ơi.
kêu kim linh có đủ đá, có đủ đá. Các em, dạ, các em đã thấy chưa, quả một lũ phản thần dám dối dằng lệnh thánh ổn định hẹn là người linh tính sớm biết mổ phản thần. Ta tới đây yêu đồng kim linh ta lãnh đó ngắn ngư bá ta. Ngày này ta bảo cho quốc tài chi linh ta kéo nhớ ta ta đánh đi đâu ơi, đánh đi đâu ơi. Thank you.
Thank you.
cho nhà ta. Dân Thanh Đức nào chiếu chỉ giữa đình coi. À, nhà ta ơi, có ta đây. Yên em ở nhà hỏi rằng vậy nhà ta Dân Thanh Đức có chiếu chỉ ông dỡ ra xem chơi. Ồ, có dỡ ra xem. Có nhưng mà có không quá. Có không, không có nghĩa là sao hả nhà ta? Thưa tam vị, có không không có số làm vậy. Khi hiểu tôi quân phải báo, im lòng phò thứ khi tẩu thoát. Lệnh tăng chánh người mới hạ lệnh cho tam vị quán binh mã đuổi theo. Lúc bây giờ một mình ta xin lính sơ rơ trước sân chầu. Lệnh tăng chánh người lại quá vui, quá vui ta đi. Người khoan rằng sao không mang binh tiếp sức cho tam đệ ta, cho nên ta mới quỳ. À, quỳ xin chiếu chỉ. Không, ngươi lại khoan rằng cứu binh như cứu quả. Như tam đệ ta xuất trận nào có chiếu chỉ chi mô, huống hồ là ta. Đó cho nên lệnh khẩu truyền, truyền chẳng kịp lời, hầu kịp chiếu chiếu sao kịp giết ấy mà. Yên nằm ở dưới. Nhà ta nói rằng cứu binh như cứu quả, cho nên chiếu chỉ gì như ba yên em ta đi thì mới chiếu yên nằm. Cho nên nhà ta nói rằng hạ khẩu truyền, truyền chẳng kịp lời, hầu kim chiếu chiếu không giết kịp. Yên Nam ơi, nhà ta nói kịp phải á, thôi giao hết binh mã cho nhà ta rồi về đóng cửa thành, quýnh cờ tướng, uống rượu nóng chờ Yên Nam. Không nhớt. Dạ có em. Thằng nào chảo nhạo tao lấy đâu. Qua bên này yên báo. Mưu này yên biết, kế cứu kiếm lòng hả. Dạ dạ, nó rõ ràng chưa? Nó vậy quá. Một lũ phản thần, phản thần lại dối rằng lệnh là thần. Ô ông đây, ta đi khám, khám người lệnh thần sớm biết mổ. Phản thần à, phản thần. Ông đây, nói thiệt bỏ đi đây là quen đem binh giúp sân Kim Long, nên chỉ mới giả lệnh đó để ngăn thưa bá tả mà. Đánh yên ai chi nhà ta giáp bể nạn chống đình. Lấy đầu lưng kéo lờn
Thank you.
Yeah.